À, chào các em, hôm nay thầy tiếp tục học làm ở cái bài số 3 là vẽ hình chiếu thứ ba nhá. Thì ở bài này chúng ta vẽ hình chiếu cạnh. Thì để vẽ được hình chiếu thứ ba thì như tôi đã nói hôm bữa là gì ạ? Bây giờ đầu tiên chúng ta phải kèm một cái hệ chụp tọa độ cùng góc như thế này. Rồi sau đó là vẽ cái đường phân giác của góc thứ ba như thế này. À, bây giờ chúng ta thực hiện vẽ hình chiếu thứ ba nha. Thì trước tiên chúng ta thấy là cái biên dạng ngoài của hình chiếu thứ ba này là cái chiều cao của nó là 50 này. À, chiều cao của nó là 50 này. Và cái chiều rộng của nó là 40 như thế này. Thì ta thực hiện như sau. Đầu tiên ta kẻ các cái đường thẳng song song với các trục tọa độ như thế này. Đó, từ các cái điểm giao của cái hình chiếu đứng ta kẻ ra các đường như thế này. Và tương tự như vậy là gì ạ? Từ các cái đường giao của hình chiếu bằng ta cũng kẻ các đường song song như thế này. Thì lưu ý là các em cứ có thể vẽ rộng ra rồi chút xíu người ta dư thì chúng ta có thể xóa nhé. Đấy, ta cứ vẽ như thế này. Rồi sau đó là ta gióng các cái đường thẳng song song từ cái trục dưới này lên. Được chưa? Ta gióng các đường thẳng song song từ trục dưới này lên. Đấy. Ta gióng các đường thẳng song song từ trục dưới này lên. Đấy, như vậy thì bây giờ là gì ạ? Bây giờ tôi xóa những cái dư thừa đây. Như vậy là gì ạ? Cái hình chiếu biên dạng của cái hình chiếu cạnh chúng ta đã hoàn thành. Đây chính là biên dạng cái hình chiếu cạnh chúng ta phải vẽ như thế này. À, chiều cao là 50 và chiều rộng của nó là 40. Bây giờ tiếp theo này. À, cái đầu tiên là ở đây ta thấy nó có cái rãnh này đúng không? Cái rãnh đây cái chiều sâu của rãnh là 10 này và cái bề rộng của rãnh là như thế này ha. Thì bây giờ là gì ạ? Từ cái bên này ta gióng qua thì ta sẽ xác định được cái chiều sâu của rãnh nha. Đó, ta xác định chiều sâu của rãnh. Rồi đến đây là gì ạ? Cái bề rộng của rãnh này, đây chiều sâu của rãnh nhá. Được chưa? Cái bề rộng này, bề rộng đây thì ta xác định từ bên này qua ha. Ta xác định từ bên này qua. Đó. Ta xác định từ bên này qua thì sẽ xác định được cái chiều rộng của cái rãnh này. Đây. Đó, sau đó ta gióng lên thì ta sẽ xác định được cái chiều rộng của cái rãnh này. Đấy, ta cứ các cái đường thẳng vuông góc ta vẽ lên thôi. Đấy nha, ta vẽ các đường thẳng vuông góc lên. Đây. Ta vẽ các đường thẳng lên nhé, ta gióng lên. Đây. Ta gióng lên à. Như vậy thì cái rãnh của ta sẽ là cái nào đây? Cái rãnh của ta là đây, bề rộng là ở đây và bề sâu ở đây. Cái nào dư thừa thì chúng ta xóa đi ha. Đây, chính là những cái dư thừa chúng ta xóa đi. Đây, đây 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 chính là chiều rộng hai cái dư thừa nó xóa đi đây đó. Như vậy là gì, chúng ta sẽ xác định được cái rãnh của cái này ha. Đây, cái hình cái rãnh của cái này là u cái này ha. Tiếp theo này, ở dưới đây là gì ạ? Ở trong này nó có một cái rãnh xuyên nhưng mà gì ở bên ngoài này ta nhìn không thấy, thì ở đây ta sẽ phải tìm thấy một cái rãnh. Đây là cái nét nét đứt ngang như thế này nha. Đây, chúng ta từ đây bên này giống qua đó. Đây, đây là cái rãnh U đây này, thì ở bên này chúng ta nhìn thấy nhưng bên này chúng ta nhìn qua thì nó bị khuất mất cái này, không nhìn thấy được ha. Đây, khuất. Rồi sau này là gì ạ? Là ở đây chúng ta có cái rãnh thứ nhất là bây giờ này, phi 30 và 30 đều đều là cái đường tròn này này. À, ta thấy cái đường tròn rãnh này. Đây là cái đường tròn rãnh này là 30 nhé. 30 nhưng mà cái rãnh đường tròn này chỉ đến đây thôi đúng không? Bây giờ ta giống này. Đây. Ta giống từ bên này qua. À, 30. 30 nha, giống qua. Nhỏ quá khó rồi. Rồi để thấy vẽ lớn thì xóa sau nha. Đây, từ cái mép của cái lỗ 30 chúng ta giống qua ha. Thoải mái đi ha. Chỉ ta xóa. Đấy, ta giống qua cái lỗ 30 này. Đây. Rồi ta giống lên cái rãnh đây, hai cái lỗ 30, 30 ở giữa đấy, giống lên. Lên lớn xíu nữa tôi xóa nhé. Đây, ta vẽ cái 30 giống lên xíu nữa ta xóa nhé. Đâu là đây cái 30 đây. Đây cái 30 của ta đây ha, đây. Đây ha. Như vậy là gì bây giờ này, chúng ta biết là gì ạ? Đây chúng ta xóa đi. Đây. Cái rãnh 30 của chúng ta nó chỉ đến đây thôi nhá. Đây hai cái rãnh 30 của chúng ta sẽ tới đây. Đây cái rãnh 30 của chúng ta đến đây nhá. Đây, người ta sẽ đây. Cái rãnh 30 của chúng ta nó chỉ có đến đây thôi đúng không? 30 đây. 30. Được chưa? Cái này cũng là không, cái này cứ đến nét khuất đúng không?
cái này là nét khuất thì chúng ta phải nét khuất đấy ha, như vậy là được rồi ha, đây nét khuất. Rồi bây giờ đến đây là gì ạ, là đây các cái nét khuất nha. Tiếp theo này, bây giờ là gì ạ? Ở cái bậc bên này này nó cũng có một cái rãnh nhá, bậc này cũng có một cái rãnh này, này cũng có một cái rãnh này, cái rãnh, nhưng mà giờ cái rãnh này á, thì nó xuất từ trên xuống dưới nhưng bằng cái trước. Như vậy là gì ạ? Ở bên đây này, cái rãnh đây nó có cái rãnh ha. À, để thầy cho nó lớn lên nha. À, đây ha, cái rãnh đây này, đây còn có cái bậc này là bậc rãnh, đây cái nét khuất ta nhìn từ bên này qua cái bậc này cũng không thấy đúng không? Thì đây là nét khuất. Như vậy là gì ạ? Nó cũng trùng cái trước 30. Vậy là gì ạ? Cái ở đây nó phải là lên trên này. Đó, cái bài toán của ta như trên đó. Rồi gì ạ? Ở cái nét nhìn nào nhìn thấy thì chúng ta bôi đậm lên lên ha. Đậm thấy này. Thấy thì nó bôi đậm lên nha. Đó. Bôi đậm lên. Đó, còn gì nữa không? Đây cái bậc này là cái bậc ở đây, cái bậc đây rồi là gì ạ? Cái bậc đường ngang đây là cái bậc không nhìn thấy đây, rồi cái lỗ đây đến đây, nhưng mà ở đây còn có cái bậc này nữa thì gì ạ? Ta phải vẽ rút cái đường này lên lên đây. Tiếp theo nha, ở bên này này, à cái cạnh u như vậy là xong nha. Bây giờ cái là cạnh u là xong. À bây giờ là gì ạ? Ta còn có một cái hốc ở bên này, cái hốc ở bên này mà khi mà các bạn nhìn thấy thì đáng lẽ cái hình này phải thiếu, lý do vì nó chỉ hốc một bên thôi. Như vậy là khi xin lỗi các bạn nha, khi là ta phải có cái đường này này đó nha.